Review quả Varsity nào, tập 3 lốp đi anh. Sau bãi bãi 49 ngày tìm kiếm không biết mệt mỏi trên Kindle thời trang Shopee thì mình đã tìm ra được em áo Varsity này với giá chỉ chưa tới 3 lốp xe. Đầu tiên về phần chất liệu thì mình thấy được làm bằng chất liệu vải kaki, sờ không quá dày. Bên trong còn có một lớp lót. Phần cúc bấm cũng khá là trơn tru. Hai bên cánh tay được làm bằng da PU. Các họa tiết trên áo mình thấy đều được thêu rất là sắc nét. Còn đây là mặt sau của áo. Mình 1m73 nặng 58kg, đang mặc áo size M nha. Khi mặc lên form rất là đẹp luôn. So với tầm giá thì mình thấy chất lượng của áo như thế này rất là tuyệt vời rồi.